hại cho kem đó là lực căng của sợi dây. Khi kem dùng định luật hai Newton, kem rất hay gặp hai cái lực này, hai lực liên kết, lực căng của sợi dây, thì nó được phân tích như thế nào nhá. Cô lấy ví dụ như thế này, giả sử các em có một vật được treo trên sợi dây như thế này, một vật được treo trên sợi dây như thế này, đúng không? Thế thì giả sử lúc đầu chúng ta giữ cho vật này đang nằm yên đi, sau đó chúng ta thả ra thì chúng ta thấy là tác dụng của vật có lực nào. Ví dụ vật bên vật thứ nhất M1 này thì tác dụng của nó có trọng lực P1, đúng không? Còn vật thứ hai có trọng lực P2 thế này, chưa đủ. Thế thì khi mà chúng ta thả như ra như vậy thì sợi dây này sẽ bị căng ra, sợi dây sẽ bị căng ra và hệ vật P1, P2 này sẽ chuyển động do hai thằng này tương tác với nhau thông qua cái dòng dọc là trung gian. Ví dụ đây là dòng dọc, vắt qua dòng dọc bởi một sợi dây như thế này, em hiểu chưa? Thế thì khi mà hai vật này chuyển động thì làm sợi dây căng ra. Sợi dây căng ra là do cái gì? Ví dụ bên nhánh P1 này là do cái vật M1 này tương tác với dòng dọc làm sợi dây bên nhánh bên này căng ra. Tương tự như vậy, sợi dây bên nhánh bên này căng ra là do cái gì? Do cái vật M2 này tương tác với dòng dọc làm cho sợi dây bên nhánh bên này căng ra. Như vậy là tại mọi điểm trên sợi dây xuất hiện lực căng sợi dây. Cụ thể ở đây là tác dụng vào P1 lúc này, dòng dọc sẽ tương tác với trọng cái vật M1 này làm cho sợi dây ở đây căng ra một sức căng T1 đặt ở trên sức căng T1 này đặt trên vật M1. Thì theo định luật 3 Newton, vật M1 này sẽ tác dụng lên dòng dọc một sức căng T1 phẩy. Sức căng T1 phẩy này đặt trên dòng dọc. Như vậy lúc này tác dụng lên dòng vật có một sức căng T đặt trên vật. Thì theo định luật 3 Newton, tác dụng lên dòng dọc có sức căng T phẩy đặt trên dòng dọc. Vậy thì hai lực căng T và T phẩy này là hai lực trực đối, đó là tương tác giữa vật với dòng dọc. Nhá. Vậy thì bên nhánh này của dòng dọc sẽ xuất hiện tác dụng vào P1 có sức căng T1. Thì ở bên tác dụng vào dòng dọc lúc này có sức căng T1 phẩy. Tương tự như vậy ở bên nhánh vật P2 này, tác dụng lên P2 lúc này có một sức căng T2 phẩy. Thì ở nhánh này tác dụng lên dòng dọc của T2 thì ở đây sẽ có sức căng T2 phẩy. Và hai sức căng T và T2 phẩy này là hai lực trực đối bằng nhau. Được chưa? Thì đó là lực căng của sợi dây. Như vậy sức căng T và T phẩy là lực căng của sợi dây, đó là hai lực trực đối như cô đã nói. Một lực điểm đặt trên vật, một lực điểm đặt trên dòng dọc. Được chưa? Rất là rõ nhá, đấy là lực thứ hai. Như vậy tác dụng vào dòng dọc sẽ có hai sức căng ở hai nhánh của dòng dọc. Bên này có sức căng T1 phẩy, bên này có sức căng T2 phẩy. Đó là dựa do tương tác của dòng dọc với hai vật M1 và M2 ở hai bên nhánh của nó. Em nhớ chưa? Thì đó là phân tích cái lực thứ hai mà chúng ta rất gặp hay gặp khi chúng ta lực liên kết chúng ta hay gặp khi chúng ta dùng áp dụng các định luật của Newton nhé. Vậy tóm lại ở ba định luật Newton này thì các em phải nắm cho cô được cái gì? Ở ba định luật của Newton này thì các em phải nắm cho cô được ba định luật Newton, trong đó định luật hai là quan trọng nhất, F bằng ma, nhớ chưa? Vector F là tổng các lực tác dụng vào vật, vector A là gia tốc chuyển động của vật so với hệ quy chiếu gắn với hệ quy chiếu quán tính, hệ quy chiếu quán tính, ví dụ như hệ quy chiếu gắn với trái đất chẳng hạn nhá. Sau đó thì để vận dụng định luật hai Newton, chúng ta rất hay gặp hai cái lực liên kết, đó là lực ma sát và sức căng sợi dây. Lực ma sát thì theo định nghĩa thì bằng hệ số ma sát nhân với áp lực vuông góc, và áp lực vuông góc đó là phản lực N theo định luật 3 Newton bằng với N. Và tùy vào bài toán các em phải tác tính cho cô phản lực N có độ lớn bằng bao nhiêu. Ví dụ trên hình vẽ cô đang tính đây là ba trường hợp đặc biệt, đúng không? Cái thứ hai là sức căng sợi dây, đó là lực tương tác giữa vật với dòng dọc thông qua sợi dây, thì hai lực đó là hai lực trực đối theo định luật 3 Newton nhé. Thì đó là phần một lớn các định luật Newton. Ở lớp nắm được chưa? Rất là rõ.